Hello mọi người, hôm nay thì mình cảm thấy là khá là nhiều kênh đã có cái vũ trụ của mình, cái entertainment của mình. Nên là hôm nay mình quyết định tạo ra vũ trụ điện ảnh thành program entertainment, thành program cinematic universe nha. Hai kênh King of Fast và Thành Áo Ma thì mình sẽ để ở phần mô tả của kênh mình, cũng như là của video này, cũng như là của khá là nhiều video sau, có thể là tất cả các video sau đấy. Bye. Cho sủa ghê vãi cứ.